Mến chào quý vị, sau đây Ngọc Duy xin gửi đến quý vị chuyện Thiên Thần Hộ Mệnh phần 6. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Chết dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt. Hẳn là bằng cách nào đó, chúng đã tìm ra thân thế thực sự của anh rồi. Nàng thì thào. Khi bước vào quán rượu đó, tôi đã tưởng anh là Pagan. Nhưng hẳn chúng đã biết hết rồi, Ken ạ. Nếu không thì sao chúng lại đốt nhà của anh chứ? Ken bước về phía chết và quàng tay qua vai nàng. Anh dẫn nàng quay lại phòng khách. Hẳn Mon sẽ chẳng nói gì với chúng. Anh khẳng định. Ta không biết làm sao chúng có thể. Đừng bận tâm. Chết ạ. Giờ thì không giải thích vòng vo nữa. Ta cần biết mọi chuyện. Tôi sẽ nói với anh bất cứ điều gì anh muốn biết, nàng nói. Leon theo hai người họ vào phòng khách. Anh đóng cửa lại rồi ngồi đối diện với ghế trường kỷ. Ken nhẹ nhàng đẩy Chet ngồi xuống cạnh mình. Chet nhìn Leon và nói, tôi nghĩ tối qua chúng tôi đã cắt đuôi bọn chúng lúc nhảy xuống sông Thêm. Có lẽ nếu anh bảo Perry giả vờ tiếp tục tìm kiếm Ken, thì bất kỳ ai đang theo dõi cũng sẽ cho rằng anh không biết chúng tôi đang ở đâu. Leon nghĩ điều đó là một kế hoạch xuất sắc. Anh ngay lập tức đồng ý ra ngoài tìm cậu bé người hầu. Ngay khi Leon rời khỏi phòng, Chet liền quay sang Ken. Tôi không thể ở cùng anh. Giờ tôi đã hiểu điều đó. Chúng sẽ giết anh để bắt được tôi. Tôi đã cố không thích anh, Ken ạ, nhưng tôi đã thất bại. Tôi sẽ rất đau lòng nếu anh bị thương. Nói rồi nàng cố bỏ đi, nhưng Ken không cho nàng cửa quậy. Anh ôm nàng chặt hơn và kéo nàng sát vào mình. Ta cũng đã cố không thích em, anh thì thầm. Rồi hôn vào tóc nàng trước khi tiếp tục. Nhưng ta cũng đã thất bại. Dường như hai ta đã mắc kẹt với nhau rồi, cưng ạ. Họ nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng Chet lên tiếng. Ken này, chuyện này không khác thường sao? Là chuyện gì? Anh hỏi lại bằng giọng thì thầm y hệt nàng. Anh vừa mới mất nhà. Lúc này cả hai ta đều ở trong hoàn cảnh hiểm nguy trùng trùng. Và tất cả những gì tôi muốn là anh sẽ hôn tôi. Chuyện đó không khác thường sao? Anh lắc đầu, hai tay ôm lấy mặt nàng. Không, anh trả lời, ta cũng muốn hôn em. Thật chứ? Nàng mở tròn mắt. Chà, thế không phải là chuyện chết tiệt nhất ư? Anh thì thầm cúi xuống. Phải. Nàng thở ra trên miệng anh. Chuyện này đúng là chuyện chết tiệt nhất. Thế rồi miệng anh chiếm hữu miệng nàng, kết thúc cuộc nói chuyện. Ngay lập tức, Chết quàng tay qua cổ anh. Ken khẽ đẩy cầm nàng lên, ép nàng hé miệng ra. Và khi nàng tuân theo những gì anh muốn, lưỡi anh liền lách vào trong. Anh chỉ định nếm nàng thật nhanh, nhưng nụ hôn nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Miệng anh di chuyển trong miệng nàng với sự quyên quyết dữ dội. Anh không thể có đủ từ nàng. Trời ạ! Ken này, giờ không phải là lúc để. Câu nói nửa chừng của Leon cất lên từ ngưỡng cửa và anh sải bước về phía chiếc ghế tựa. Anh nhận thấy ông bạn Ken của mình miễn cưỡng dừng nụ hôn với Chet. Nhưng Chet lại không mang vẻ lưu luyến đó. Nàng xô người khỏi Ken với tốc độ đáng kinh ngạc. Nàng đỏ bừng mặt lén nhìn Leon vì anh đang cười toe toét. Nên nàng dồn toàn bộ sự tập trung của mình. Thế rồi nàng nhận ra mình đang nắm chặt tay Ken trên ngực. Liền lập tức quăng cánh tay đó sang một bên. Thưa ngài, ngài đã quên mất địa vị của mình mất rồi, nàng buộc tội. Ken quyết định không nhắc nàng lúc
Ban đầu chính nàng mới là người nêu ra chủ đề hôn hít. Tôi nghĩ giờ là lúc thích hợp nhất để nghe cô ấy giải thích. Lian nói bằng giọng ra lệnh. Rồi khi thấy giọng nói oang oang của mình khiến Chết giật mình, anh liền bảo cô bằng giọng nhẹ nhàng hơn nhiều. Chúa ơi, nàng mới rụt rè làm sao? Chết này, sao cô không kể cho chúng tôi nghe về vụ cháy đầu tiên đi? Tôi sẽ cố, nàng trả lời. Mắt vẫn nhìn xuống, nhưng ký ức về chuyện đó vẫn khiến tôi rùng mình. Xin đừng nghĩ tôi là người yếu đuối. Nàng ngẩng lên nhìn Ken. Tôi thực sự không yếu đuối chút nào. Leon gật đầu. Vậy chúng ta có thể bắt đầu chứ? Anh hỏi. Chết này, trước khi kể cho chúng tôi nghe về những vụ cháy, sao cô không nói sơ lược một chút về thân thế của mình? Cha tôi vốn là bá tước Westphin Nathan, anh trai tôi, giờ đang mang tước vị đó, dĩ nhiên là cùng với vô số người khác. Cha tôi qua đời khi tôi lên 8. Tôi nhớ lúc đó ông đang trên đường đến London để gặp một người khác. Lúc cha đến tạm biệt thì tôi đang ở trong vườn. Nếu khi đó em còn quá nhỏ, vậy làm sao em có thể nhớ được? Ken hỏi. Cha đã rất phiền muộn, nàng trả lời. Cha làm tôi hoảng sợ và tôi nghĩ đó chính là lý do vì sao tôi nhớ chuyện đó rõ ràng như thế. Cha cứ đi đi lại lại, trên lối đi, hai tay thắp sắp sau lưng và dặn tôi mãi rằng, nếu có chuyện gì sắp xảy đến với cha, Nathan và tôi sẽ đến ở với bác Harry bạn cha. Cha quá cương quyết bắt tôi để ý đến những lời dặn dò, đến nỗi cha cứ nắm chặt lấy vai tôi mà lắc. Còn tôi lại có hứng thú hơn với những thứ nữ trang rẻ tiền mà tôi muốn cha mua về. Giọng nàng đượm vẻ bâng khuâng nuối tiếc. Lúc đó tôi còn quá nhỏ. Giờ em vẫn còn nhỏ, Ken xen vào. Tôi không cảm thấy mình còn nhỏ nữa, nàng thừa nhận. Rồi vươn thẳng vai và nói tiếp. Mẹ tôi qua đời khi tôi vẫn còn ẵm ngửa, thế nên tôi chẳng nhớ gì về mẹ cả. Chuyện gì đã xảy ra với cha em? Ken hỏi. Cha qua đời trong một vụ tai nạn xe ngựa. Vậy là ông ấy đã có linh cảm từ trước? Leon hỏi. Không, cha có kẻ thù. Và cô tin rằng kẻ thù của cha cô giờ này đang đuôi theo cô ư? Đó có phải là lý do khiến cô sợ hãi không? Leon hỏi. Nàng lắc đầu thốt lên. Không, không. Tôi đã chứng kiến một vụ giết người. Những kẻ sát nhân đã nhìn thấy tôi. Lý do duy nhất tôi kể cho hai người nghe về cha tôi là vì anh tôi đã yêu cầu tôi nói về thân thế của tôi. Đúng vậy, Leona, đó chính là lời anh nói. Xin lỗi, Leon nói, tôi không định kết luận bừa như thế. Chuyện gì đã xảy ra sau khi cha em qua đời? Ken hỏi. Đột nhiên anh thấy mình hơn hẳn tên bạn thân, vì trông Leon lúc này hoàn toàn hoang mang và bối rối. Thật dễ chịu khi biết rằng anh không phải là người duy nhất bị rối tung khi ở cạnh Chết. Dễ chịu chết đi được. Sau lễ tang, bác Harry đến đón chúng tôi. Mùa hè đã qua. Ông ấy đưa Nathan quay lại trường học. Bác Harry biết cha hẳn sẽ muốn anh trai tôi hoàn tất việc học hành. Tôi ở lại với bác tôi. Ông ấy không thực sự là bác tôi đến giờ đối với tôi. Thực ra ông ấy giống một người cha hơn. Dù sao đi nữa, ông ấy đã đưa tôi về hòn đảo của mình, một nơi lúc nào cũng ấm áp và yên bình. Bác Harry rất tốt với tôi. Chưa bao giờ kết hôn, hai người biết đấy. Và tôi thì như con gái của ông vậy. Chúng tôi rất hợp nhau. Nhưng tôi vẫn nhớ anh trai tôi trong suốt những năm qua. Nathan chỉ có thể đến thăm chúng tôi một lần.
Khi nàng dừng lại và nhìn Ken bằng ánh mắt trông chờ, anh liền nhẹ nhàng giục nàng tiếp tục. Và rồi chuyện gì đã xảy ra? Dĩ nhiên là tôi quay lại Anh Quốc để có thể gặp Nathan. Tôi cũng muốn thăm lại ngôi nhà của cha tôi. Nathan đã sửa sang nó đôi chút. Và Leon hỏi khi nàng lại im lặng. Nathan gặp tôi ở London. Chúng tôi đi thẳng về ngôi nhà ở nông thôn và trải qua một tuần kỳ diệu tìm hiểu về nhau. Sau đó anh ấy bị gọi đi vì một chuyện cá nhân quan trọng. Em có biết chuyện gì là không? Ken hỏi. Nàng lắc đầu. Tôi không biết toàn bộ chuyện. Một người đưa thư đem đến cho Nathan một lá thư. Sau khi đọc xong, anh trai tôi trở nên vô cùng bực bội. Anh ấy bảo tôi là anh ấy phải quay lại London và sẽ về nhà trong 2 tuần nữa. Bạn thân của anh ấy đang gặp rắc rối. Đó là tất cả những gì anh ấy nói với tôi. Ken à, Nathan là người đáng kính. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ quay lưng lại với một người bạn đang cần sự giúp đỡ. Và tôi sẽ chẳng bao giờ muốn anh ấy làm thế. Vậy là cô bị bỏ rơi lại một mình, Leon hỏi. Ôi Chúa ơi, không phải thế. Nathan có cả một đội quân người làm ở cơ ngơi của anh ấy. Quý bà Prias, bà ấy là một người bạn thân của cha tôi. Chà, bà ấy thuê người làm và thậm chí còn giúp Nathan tu sửa ngôi nhà nữa. Bà ấy từng muốn nuôi dạy chúng tôi, hai người biết đấy, và sẵn sàng thỉnh cầu tòa án để được làm người giám hộ. Thế rồi Harry đưa chúng tôi đi xa, và bà ấy không thể tìm thấy chúng tôi. Tôi sẽ phải đến gặp bà ấy ngay sau khi câu chuyện này được giải quyết. Dĩ nhiên, trước đó thì tôi không dám đâu. Chúng hẳn sẽ thiêu rụi nhà bà ấy. Nếu chúng... Jack, em lại lạc đề rồi. Ken xen vào. Thật à? Anh gật đầu. Tôi xin lỗi, tôi nói đến đâu rồi? Nathan đi London. Leon nhắc nàng. Phải, nàng đáp lời. Giờ tôi mới nhận ra mình đã làm một điều ngu ngốc. Ở trên đảo của mình, tôi có thể đến rồi đi theo ý muốn. Tôi chưa từng phải lo đến chuyện đó có người hộ tống. Tôi quên mất Anh Quốc không giống như vậy chút nào. Ở đây, tất cả mọi người đều phải khóa cửa. Dù sao đi nữa, lúc ra ngoài tôi đang trong tình trạng vội vã. Tôi không hề nhìn xuống chân. Hai người biết đấy. Và gót giày của tôi bị vướng trên cầu thang. Tôi đã bị lộn nhào và đầu bị đập vào nắm đấm trên tay vịn cầu thang. Nàng dừng lại, chờ nghe những lời thông cảm từ phía hai người đàn ông, khi họ vẫn chỉ tiếp tục nhìn nàng trông đợi. Nàng kết luận là sẽ chẳng người nào lâm lên tiếng. Nàng ném cho cả hai ánh mắt bất bình vì đã quá vô tâm, rồi tiếp tục kể. Khoảng 1 giờ sau đó, sau khi đầu đã hết ong ong vì cú ngã, tôi đã một mình ra ngoài đi dạo. Tôi nhanh chóng quên đi cảm giác đau đớn nhức nhối, và vì hôm đó là một ngày tuyệt đẹp, nên tôi cũng quên luôn thời gian. Tôi vừa định ngắm nghía bên trong cái nhà thờ xinh xắn đó, thì bỗng nghe thấy tiếng huyên náo, và đó là lúc tôi thấy người đàn ông xấu số bị ném xuống đất. Nàng hít vào thật sâu rồi tiếp tục. Tôi hét lên và bỏ chạy. Nhưng rồi tôi bị lạc đường và cuối cùng tôi đã ở trên con dốc, ngay phía trên khu mộ của cha mẹ mình. Đó là lúc tôi nhìn thấy bọn chúng lần nữa. Vẫn là những kẻ đó à? Leon hỏi. Anh đang chồm hẳn người về trước, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Phải, chính xác là những kẻ đó. Jack trả lời, giọng nàng có vẻ lúng túng. Hẳn chúng đã kết luận là đuổi theo tôi chẳng đáng gì và chúng rất bận rộn. Chúng đang làm gì? Ken hỏi. Nàng không trả lời anh ngay lập tức. Một linh cảm tự dưng thắt chặt quanh trái tim anh. Lúc này tay nàng đang siết chặt tay anh. Ken không nghĩ nàng nhận ra hành động đáng chú ý đó.
đào bới. Cuối cùng nàng cũng trả lời: chúng đào mộ ư? Leon hỏi, giọng có vẻ ngờ vực. Phải. Ken không thể phát hiện phản ứng ra ngoài, còn Leon trông như thể không tin nàng. Nàng nghĩ thật kỳ cục, khi nói dối thì cả hai bọn họ cùng dễ dàng chấp nhận, nhưng giờ khi nàng đang nói thật thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác hẳn. Đó hoàn toàn là sự thật. Nàng quay sang Leon: tôi biết chuyện này nghe thật hoang đường, nhưng tôi biết mình đã thấy những gì. Được rồi, Ken trả lời. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Tôi lại bắt đầu hét lên, nàng kể tiếp. Ồ, tôi nhận ra đáng lẽ mình không nên gây ra tiếng động, vì lúc này tôi lại làm chúng để ý mất rồi. Nhưng vì quá nổi giận nên tôi không thể suy nghĩ thấu đáo được. Cả ba gã đó cùng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Gã mặc bộ đồ sặc sỡ cầm một khẩu súng. Thật lạ, nhưng dường như tôi không thể cựa quậy cho đến khi tiếng súng vang lên. Lúc đó thì tôi chạy nhanh như chớp. Hudson, quản gia của Nathan, khi đó đang làm việc trong thư viện. Tôi kể ông ta nghe những gì đã xảy ra. Nhưng đến khi ông ấy giúp tôi bình tĩnh trở lại và hiểu hết toàn bộ câu chuyện, thì trời đã quá tối, không thể đi tìm những kẻ kia được nữa. Chúng tôi phải chờ đến sáng hôm sau. Các nhà chức trách có biết không? Nàng lắc đầu thừa nhận. Đây là điểm mà câu chuyện trở nên hơi kỳ lạ. Sáng hôm sau, Hudson cùng vài người khỏe mạnh đi tìm xác người đàn ông mà tôi đã thấy bị quăng xuống từ trên mái nhà. Hudson không cho tôi đeo, không cho tôi theo cùng viện vì tôi vẫn còn quá phiền muộn. Dĩ nhiên rồi, Ken đồng ý. Phải. Nàng thở dài trả lời. Khi Hudson và những người kia quay lại, họ đã cố tỏ ra tử tế như anh lúc này, Ken ạ. Nhưng họ phải nói với tôi sự thật. Sự thật nào? Họ không tìm được cái xác nào. Mấy ngôi mộ cũng không hề bị chạm tới. Thế nên họ tin rằng cô chỉ. Tưởng tượng phải không, Leon? Nàng cắt ngang. Phải. Tôi chắc chắn họ tin thế. Vì là người làm của Nathan nên họ không dám bảo tôi rằng họ nghĩ tôi bị cuộn trí. Nhưng vẻ mặt của họ đã nói lên điều đó. Ngay lập tức tôi quay lại khu mộ để tự mình kiểm tra. Cơn mưa gió tối hôm trước quá dữ dội, nhưng ngay cả thì thế thì mặt đất trông cũng chẳng giống như đã bị cuốc xẻng chạm đến. Có thể bọn chúng mới chỉ bắt đầu đào thì em đã chen ngang, Ken gợi ý. Phải, chúng mới chỉ bắt đầu, nàng thừa nhận. Tôi sẽ không bao giờ quên nét mặt của bọn chúng. Kể cho chúng tôi nghe phần còn lại đi, Ken gợi ý. Tôi mất cả ngày hôm đó cố hiểu xem động cơ của chúng là gì. Thế rồi tôi đến gặp Hudson và bảo ông ấy đừng làm Nathan bận tâm về chuyện này. Tôi nói dối viên quản gia và bảo ông ta là tôi tin chắc ánh hoàng hôn đã khiến tôi nhìn ngầm. Tôi phải nói với hai người rằng trông Hudson cực kỳ nhẹ nhõm. Ông ấy vẫn lo lắng vì tôi đã ngã từ trên cầu thang xuống và bị đập đầu rất mạnh. Chết, liệu chuyện này có thể chỉ là do cô? Leon lên tiếng. Tưởng tượng. Ken xen vào rồi lắc đầu. Tối qua có ít nhất 5 tên đã đuổi theo bọn tôi. Không, chuyện này không phải do cô ấy tưởng tượng. Nàng ném cho Leon ánh mắt nghi ngờ. Anh không tin tôi, đúng không? Giờ thì tôi tin rồi, Leon trả lời. Nếu có kẻ săn lùng cô, vậy ắt là cô đã thực sự nhìn thấy gì đó. Sau đó chuyện gì xảy ra? Tôi không chịu thua, nàng nói với anh, rồi cố xếp hai tay ngay ngắn trong lòng. Và chỉ đến khi đó nàng mới nhận ra mình đang níu chặt lấy tay Ken. Liền vội đẩy anh ra. Tôi có thể trở nên vô cùng bướng bỉnh, và vì thế
Sáng hôm sau, một lần nữa, tôi quyết định phải ra ngoài tìm bằng chứng. Leon mỉm cười với Ken, thừa nhận tôi hẳn sẽ làm điều tương tự. Đó là sáng hôm nào? Ken hỏi. Sáng qua, nàng giải thích, tôi cưỡi ngựa ra ngoài, nhưng tôi đã không đến khu mộ của cha mẹ. Chúng đã bắn chết con ngựa khi tôi vẫn đang ngồi trên lưng nó. Chúng làm gì cơ? Ken gần như quát lên. Nàng hài lòng trước phản ứng choáng váng của anh và gật đầu khẳng định lại. Chúng đã giết con ngựa tốt của Nathan. Tôi không thể diễn tả cho hai người biết anh trai tôi sẽ đau buồn thế nào khi phát hiện ra con chiến mã yêu quý của mình đã chết. Chuyện này sẽ làm trái tim anh ấy tan nát. Ken với lấy chiếc khăn tay vì cho rằng nàng sắp sửa lại khóc òa lên. Rồi chuyện gì đã xảy ra? Anh hỏi. Dĩ nhiên là tôi lao người xuống đất. Tôi đã rất may mắn vì không bị gãy cổ, mà chỉ bị vài vết xước, không đáng kể. Chắc chắn anh đã thấy mấy vết thâm tím trên vai và tay tôi lúc anh lẻn vào phòng tôi tối qua. Nàng quay sang nhìn Ken chờ anh trả lời. Ta không thấy, anh khẽ nói, và ta cũng không lẻn vào phòng em. Làm sao anh có thể không nhận thấy mấy vết bầm của tôi cơ chứ? Ta đâu có nhìn vai em. Nàng có thể cảm thấy mình đỏ mặt lần nữa, miệng lắp bắp. Chà, lẽ ra anh nên nhìn vai tôi. Một quý ông hẳn sẽ ngay lập tức phát hiện ra những vết bầm của tôi. Ken mất kiên nhẫn. Chết à, kể cả một tên hoạn cũng không. Anh muốn nghe câu chuyện còn lại hay không nào? Có, anh trả lời. Sau khi chúng bắn con ngựa tôi đã chạy thẳng về nhà. Tôi không biết chúng có đuổi theo hay không. Lúc đó tôi rất bực bội. Những chuyện kiểu này trước đây chưa từng xảy ra với tôi. Tôi đã sống một cuộc đời an toàn. Dường như nàng cần sự đồng tình. Ta cũng tin chắc như thế. Ken ủng hộ. Tôi lại tìm Hudson và kể ông ấy nghe chuyện đã xảy ra. Tôi có thể nói luôn là ông ấy lại thấy khó tin tôi. Ông ấy cứ cố ép tôi uống trà. Tuy nhiên lần này tôi đã có bằng chứng. Bằng chứng ư? Ken hỏi. Con ngựa chết, thưa ngài. Nàng kêu lên, làm ơn chú ý vào câu chuyện đi. Dĩ nhiên rồi, anh đáp lại. Con ngựa chết. Vậy Hudson có xin lỗi em khi em chỉ cho ông ta con ngựa chết không? Nàng vừa cắn môi một lúc lâu, vừa nhìn anh chằm chằm. Cuối cùng nàng nói, không hẳn thế. Không hẳn thế nghĩa là sao? Leon cất tiếng hỏi. Chết quay sang Leon, tôi biết anh sẽ thấy chuyện này khó tin. Nhưng khi chúng tôi đến chỗ con ngựa đã ngã xuống, thì chà, nó đã biến mất. Không, tôi không thấy chuyện đó khó tin. Leon dài giọng, rồi lại ngả người ra ghế. Cậu thì sao? Hả Ken? Ken mỉm cười. Chuyện đó cũng hợp lý như những điều khác mà cô ấy đã kể với chúng ta. Hudson kiên quyết quay về chuồng ngựa. Nàng tiếp tục. Ông ấy tin rằng chúng tôi sẽ thấy con ngựa đã tự tìm được đường về nhà. Và ông ta đoán đúng chứ? Ken hỏi. Không. Đám gia nhân đã lùng sục khu đất hết cả buổi sáng, nhưng họ không tìm được con ngựa. Nhưng có một vết xe ngựa mới có đi về hướng phía nam. Anh có biết tôi nghĩ chuyện gì đã xảy ra không, hả Ken? Tôi nghĩ bọn chúng đã bỏ con ngựa lên xe và đưa nó đi. Anh nghĩ sao về khả năng đó? Nàng tỏ vẻ vô cùng háo hức khiến anh thấy hơi có lỗi khi buộc phải làm nàng thất vọng. Rõ ràng em không hề biết một con ngựa trưởng thành sẽ nặng đến thế nào, chết ạ. Em có thể tin lời ta rằng cần phải đến 3 người đàn ông mới nhấc được nó lên. Khó, Leon xen vào, nhưng không phải là không thể. Có thể con ngựa chỉ bị thương ngoài da và bỏ đi mất, Ken nói. Một vết thương ngoài da giữa hai mắt ư? Tôi nghi ngờ chuyện đó.
nàng lên lên thất vọng. Nathan cũng sẽ đau lòng lắm khi biết chuyện về ngôi nhà và chiếc xe ngựa cho mà xem. Ngôi nhà ư? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với ngôi nhà của hắn? Ken lẩm bẩm, quái quỷ thật. Ta ước gì em kể chuyện này theo đúng trình tự diễn biến, chết ạ. Tôi tin là cuối cùng cô ấy đã đến với những vụ cháy. Leon nói, ngôi nhà ư, nó bị thiêu rụi luôn, chết đáp trả. Ngôi nhà bị cháy khi nào? Ken thở dài mệt mỏi, trước hay sau khi con ngựa bị giết? Gần như ngay sau đó, nàng giải thích. Hudson đã ra lệnh chuẩn bị xe ngựa cho Nathan sẵn sàng cho tôi. Tôi đã quyết định quay lại London để tìm Nathan. Tôi tự lo được và cảm thấy phát ốm với cách xử sự của đám gia nhân nhà anh ấy. Họ cứ lảng vảng quanh tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Tôi biết Nathan sẽ giúp tôi giải quyết câu đố này. Nàng không nhận ra mình đã cao giọng cho đến khi Ken vỗ tay lên nàng và nói, bình tĩnh nào cưng và kể nốt đi. Anh đang nhìn tôi giống hệt kiểu mà Hudson. Ồ, thôi vậy, tôi sẽ kể nốt. Tôi đang trên đường quay lại London thì gã người hầu hét lên là nhà của Nathan đã bốc cháy. Anh ta có thể thấy khói bay mù mịt đỉnh đồi. Dĩ nhiên chúng tôi ngay lập tức quay về. Nhưng khi về nhà, chà, thì đã quá muộn. Tôi ra lệnh cho gia nhân lên đường đến ngôi nhà của Nathan ở London. Rồi em lại lên đường đi London tiếp ư? Ken hỏi. Anh lơ đãng xoa nhẹ gáy nàng. Cảm giác thật tuyệt vời khiến chết không muốn bảo anh dừng lại. Chúng tôi đi theo đường chính, nhưng khi rẽ sang một góc quanh thì đã thấy bọn chúng đang đứng chờ. Người đánh xe hoảng sợ, anh ta đã bỏ chạy. Đổ con hoang, Leon thốt lên, còn Ken gật đầu đồng ý. Tôi không đổ lỗi cho anh ta. Chết bào chữa, anh ta quá sợ hãi. Người ta hay làm những việc kỳ quặc khi họ hoảng sợ. Có vài người như thế, Ken đồng ý. Kể chúng tôi nghe chuyện xảy ra sau đó đi, Leon nói. Chúng chẹn cửa và châm lửa đốt xe ngựa. Nàng trả lời, tôi đã vùng vẫy thoát được ra ngoài qua ưa cửa sổ, có khung yếu. Nathan đã bỏ khá nhiều tiền cho chiếc xe đó, nhưng nó chẳng cứng cáp chút nào. Tôi đã khá dễ dàng đã bung bản lề ra khỏi khung cửa, nhưng tôi không nghĩ sẽ kể lại chuyện đó với anh trai tôi, vì nó sẽ chỉ làm anh ấy đau buồn hơn. Dĩ nhiên là trừ khi anh ấy định thuê lại cái xưởng đó. Em lại lạc đề rồi, Ken nói. Leon mỉm cười thừa nhận. Cô ấy nhắc tôi nhớ đến Christina. Chết này, sao cô không giúp tôi tìm Christina đi? Cô ấy sẽ xếp hành lý cho cô đem theo. Chết cảm thấy như mình vừa được ban lệnh anh xa ân xá. Ruột gan nàng như đang bị buộc thắt lại. Nàng thấy như mình vừa phải sống lại nỗi kinh hoàng. Không phí chút thời gian nào, nàng ngay lập tức rời khỏi phòng. Thế nào Ken? Leon hỏi khi hai người họ chỉ còn lại với nhau. Cậu nghĩ sao? Tối qua thực sự đã có kẻ đuổi theo bọn tôi, Ken nhắc nhở Leon. Cậu tin chuyện của cô ấy chứ? Cô ấy đã thấy điều gì đó. Tôi không hỏi cậu chuyện đó. Ken chậm rãi lắc đầu, không một lời nào. Anh thừa nhận. Còn cậu? Leon lắc đầu. Đó là câu chuyện bất hợp lý nhất mà tôi từng nghe. Nhưng mẹ kiếp, nếu cô ấy nói thật, chúng ta sẽ phải giúp cô ấy. Nếu cô ấy nói dối, Ken hỏi, trong đầu đã đoán ra câu trả lời. Thế thì tốt hơn cậu phải cảnh giác đề phòng. Leon, cậu không nghĩ rằng... Leon không để anh nói hết câu mà cắt ngang. Tôi sẽ nói với cậu những gì tôi biết. Thứ nhất, cậu đang không khách quan. Tôi không đổ lỗi cho cậu, Ken ạ.
Tôi xử sự trước Christian giống hệt cách cậu đang xử sự trước chết. Thứ hai, cô ấy đang gặp nguy hiểm và đã lôi cậu vào vòng nguy hiểm. Đó là những thực tế mà chúng ta có thể khẳng định là đúng. Ken biết Leon không sai. Anh ngả người ra trường kỳ. Giờ cho tôi biết linh cảm của cậu là gì. Có lẽ chuyện này có liên quan đến cha cậu ấy. Leon nhún vai ngợi ý. Tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu về quá khứ của bá tước Wakefield Richard có thể giúp. Ken định phản đối, nhưng rồi đổi ý. Chuyện đó chẳng có hại gì, anh nói. Tuy nhiên tôi bắt đầu nghi ngờ liệu anh trai cô ấy có vô can trong chuyện này không. Nên nhớ, Leon à, Nathan lên London để giúp người bạn đang gặp rắc rối. Đó là lúc tất cả những chuyện này bắt đầu. Đó là nếu chúng ta chấp nhận câu chuyện cô ấy đã kể. Phải, Ken thừa nhận. Leon thở dài thườn thượt. Tôi chỉ có một câu hỏi cho cậu, Ken à. Anh hạ thấp giọng nhưng có vẻ kiên quyết. Cậu có tin cô ấy không? Ken nhìn bạn một lúc lâu. Nếu chúng ta áp dụng tính logic trong tình huống kỳ lạ này. Leon lắc đầu. Tôi đánh giá cao bản năng của cậu. Anh bạn, trả lời tôi đi. Có. Ken trả lời, rồi cười. Lần đầu tiên trong đời, anh đã gạt lý lẽ sang một bên. Tôi tin cô ấy bằng cả mạng sống của mình. Nhưng tôi không thể cho cậu một lý do nào. Cái đó so với logic thì sao? Hả Leon? Leon mỉm cười. Tôi cũng tin cô ấy. Nhưng cậu chẳng hề biết vì sao cậu tin cô ấy. Đúng không Ken? Giọng Leon nghe vô cùng chiếu cố, khiến Ken nhíu một bên mày. Cậu đang có ý gì thế? Tôi tin cô ấy chỉ bởi vì cậu tin cô ấy, Leon giải thích. Bản năng của cậu chưa bao giờ sai. Cậu đã cứu tôi không chỉ một lần nhờ tôi đã lắng nghe cậu. Cậu vẫn chưa giải thích ý cậu là gì, Ken nhắc lại. Tôi tin Christina, Leon nói. Gần như ngay từ đầu, tôi thề với cậu từ phía tôi. Đó là niềm tin mù quáng. Cô ấy cũng dẫn tôi vào một cuộc săn đuổi thú vị. Giờ tôi phải về phe vợ tôi thôi, Christina, như cậu biết đấy. Có một số quan điểm khá kỳ lạ, nhưng lần này cô ấy có lý. Có lý như thế nào? Ken hỏi. Tôi tin rằng, bạn thân mến à, cậu vừa mới gặp định mệnh của mình. Leon khẽ cười khủng khục và lắc đầu. Giờ chỉ có Chúa mới giúp được cậu. Ken à, vì cuộc săn đuổi của cậu chỉ mới bắt đầu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin mời quý vị đón nghe tiếp phần 7. Chào thân ái.